Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với các đài trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng cùng thực hiện. Sau đây là những nội dung sẽ phát trong chương trình. Bề dày lịch sử thành phố Hải Dương qua những di tích. Trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hội phụ nữ huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thành Đông ở thành phố Hải Dương được khởi lập cách đây 215 năm. Tuy nhiên, mảnh đất này đã có lịch sử lâu đời. Những di tích cổ hiện là những minh chứng khẳng định điều đó. Theo thống kê, toàn thành phố hiện còn trên 200 di tích, đền miếu, từ đường, thờ các nhân vật trải suốt chiều dài lịch sử từ thời Hùng Vương tới tận bây giờ. Tại phường Cẩm Thượng hiện còn đình Hàn Bơi, nằm ngoài đê, bên sông Thái Bình, thờ Thánh Khai Thiên Thể Đạo, người đã có công giúp vua Hùng Vương thứ 18 dẹp giặc, xích quỷ. Theo lưu truyền, ông tên thật là Hán Công Đạt, sinh ra tại làng Phương Độ, phường Cẩm Thượng. Sau khi ông mất, được dân làng lập đền thờ phụng. Hàng năm vào ngày 10 tháng 3 dỗ tổ Hùng Vương và ngày 14 đến 16 tháng 8 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ ông. Những di tích minh chứng cho bề dày lịch sử từ thời dựng nước trước công nguyên có đền Bảo Xài thờ công chúa Tiên Dung, con gái vua Hùng thứ 18, người kết duyên cùng Chử Đồng Tử, trở thành một trong tứ bất tử của người Việt. Xung quanh đền hiện vẫn còn hàng trăm gia đình họ Chử sinh sống. Đình Bảo Xài thờ Thành Hoàng là Trương Mỹ, một danh tướng thời Hai Bà Trưng, ngày sinh ra và trưởng thành trên mảnh đất Bình Lâu Trang, nay thuộc khu dân cư số 14, phố Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão. Khi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa năm 40 đến năm 43 thế kỷ thứ nhất, ông đã tập hợp trai tráng theo và được phong làm đô thống nguyên soái đại tướng quân, đánh quân Tô Định, nhà Nam Hán, lập nhiều công to. Khi ông mất, Trương Vương truyền cho dân làng dựng ngôi miếu thờ và phong làm thượng đẳng phúc thần. Có một di tích thờ những nhân vật từ thời Tiền Lý cũng thuộc thành phố Hải Dương ngày nay, đó là đình Đồng Niên thuộc phường Việt Hòa. Ngôi đình này gắn liền với tên tuổi của ba vị thành hoàng, là những vị có công đánh đuổi giặc Lương cuối thế kỷ thứ 6 đầu thế kỷ thứ 7. Tại phường Thanh Bình có cụm di tích đình đền chùa Sượt, đền có tên chữ là Thanh Cương Linh Tử, Quang Liệt Miếu, thờ danh tướng Vũ Hữu, có công phò vua Lê Chiêu Tông dẹp giặc Ai Lao, giữ yên bờ cõi thế kỷ thứ 15. Lễ hội tại đây được mở vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Tại xã Tân Hưng cũng có những di tích trải suốt các triều đại Lý, Trần, Lê như chùa Đống Cao, đình Liễu Tràng. Đình Liễu Tràng khởi lập từ thời Hậu Lê, thờ tứ vị đại vương là Viên Lực, Đình Linh, Sài Tân và Lương Như Học. Sử sách chép, Lương Như Học đỗ Đại Khoa năm Nhâm Tuất 1442, thời vua Lê Thánh Tông, ông từng hai lần đi sứ nhà Minh nên đã học được nghề khắc ván in, rồi về truyền dạy cho dân các làng. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, người quê ông đã khắc được rất nhiều bộ kinh sách quý cho quốc gia, trong đó có bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Từ đó đến nay, dân làng vẫn thờ ông làm tổ sư, ngành in Việt Nam tôn làm tổ nghề. Một nơi không thể không nhắc tới ở thành phố Hải Dương đó là đình Hàn Giang, phố An Ninh, phường Quang Trung, nơi thờ võ tướng Đinh Văn Tả, người có công phụng sự 6 triều vua thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17. Nội trị thống nhất Sơn Hà được nhân dân địa phương suy tôn là thành hoàng bản địa. Đinh Văn Tả là danh tướng, dinh thự, đất đai, vườn ruộng, vua ban có hàng trăm mẫu. Năm 1804, Thành Đông được xây dựng, rộng gần 1 km vuông. Diện tích ấy cơ bản thuộc lộc điền của ông. Tháng 12 năm 1923 thành lập thành phố Hải Dương, khi ấy rộng khoảng 4 km vuông, nhưng một phần lớn đất thuộc lộc điền của tướng Đinh Văn Tả. Nếu mình kể từ thành ra đến bây giờ đấy, thì nó mấy nghìn năm rồi. Mà di tích lịch sử nó tồn tại ở trên thành phố mình là rất nhiều di tích quý. Đấy là cái niềm rất là đáng tự hào của người xứ Đông của mình. Bây giờ chúng ta phải làm sao được bảo tồn được, phát huy nó lên, làm cho lớp trẻ bây giờ đấy, nó không quên cái cũ, nó không quên lịch sử. Không thể liệt kê hết những di tích ở thành phố Hải Dương lưu giữ những giá trị truyền thống văn hóa, nhưng như thế cũng là đủ để minh chứng cho bề dày lịch sử đất này từ thời Hùng Vương cho mãi đến tận bây giờ. Thành phố Hải Dương hôm nay có một cái sự phát triển chính là hoàn toàn nhờ vào cái truyền thống văn hiến, truyền thống đấu tranh xây dựng của các bậc tiền nhân. Ở tới đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, chúng tôi đã có một cái chủ trương phải tôn tạo, mở rộng các cái di tích lịch sử văn hóa, đặc biệt gắn với những con người
mà đã làm nên mảnh đất này như cụ Đinh Văn Tả hay cụ Lương Như Học, và làm dày thêm những cái nét văn hóa của thành Đông xưa gắn với văn hóa mới của một cái đô thị văn minh hiện đại. Thành phố Hải Dương nay đã trở thành đô thị loại 1, sẽ phát triển thành một đô thị năng động, văn minh hiện đại, đáng sống. Nhưng những gì rất sâu của truyền thống ấy vẫn sẽ là cội nguồn, là động lực và sức mạnh để thành phố tiếp tục vươn cao, vươn xa. Đưa các trò chơi dân gian vào trường học hiện đang được các trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện ngay từ bậc học mầm non, nhằm giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, giúp cho các em có nhiều lựa chọn vui chơi bổ ích trong lứa tuổi học trò, từ đó hạn chế một số đam mê trò chơi điện tử, lợi ít hại nhiều. Các trường mầm non đã xây dựng kế hoạch và coi việc đưa trò chơi dân gian vào trường học là một giải pháp xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, đồng thời bố trí những khoảng không gian riêng và phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên trong việc tự làm đồ dùng, đồ chơi dân gian bằng những vật dụng sẵn có. Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, các trò chơi được các trường lồng ghép vào các chương trình học tập theo từng tuần, từng tháng với các chủ đề khác nhau, phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Từ đó trẻ sẽ được học và chơi nhiều trò chơi khác nhau mà không bị nhàm chán. Không chỉ có là việc tổ chức các trò chơi dân gian trong các tiết học, mà ngay cả trong những cái kế hoạch, ví dụ như là cái kế hoạch mà tổ chức cái giao lưu trò chơi vận động, thì chúng tôi cũng tăng cường cái xây dựng các cái trò chơi dân gian vào trong cái kế hoạch đó. Ví dụ như là hàng tuần thì chúng tôi sẽ xây dựng là mỗi một khối lớp sẽ có một ngày các cháu được giao lưu trò chơi vận động với nhau. Thì trong đó thì có rất nhiều các trò chơi dân gian được đưa vào đó. Không chỉ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư duy, ngôn ngữ, sự khéo léo, rèn luyện sức khỏe, trò chơi dân gian còn là bài học giúp trẻ hiểu và thêm yêu truyền thống văn hóa của mỗi vùng miền trên cả nước. Trò chơi dân gian là hình thức vận động vừa thể hiện tính đoàn kết, nâng cao sức khỏe và giải trí, phản ánh phong tục tập quán của người Việt xưa. Với nhiều thể loại, phù hợp với sở thích, cá tính của nhiều đối tượng người chơi, mỗi trò chơi có một quy luật riêng, mang những sắc thái khác nhau. Việc tổ chức các trò chơi dân gian sẽ tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Sau hơn một năm thực hiện, những chuyến xe lưu động của Thư viện tỉnh Ninh Bình đã giúp cho những học sinh vùng sâu vùng xa tiếp cận tri thức và công nghệ thông tin, từ đó phát triển văn hóa đọc. Tháng 4 năm 2018, Thư viện tỉnh được tặng một ô tô thư viện lưu động. Trên xe có hơn 4.000 đầu sách, một máy chủ, 7 máy tính, phần mềm, máy chiếu, vô tuyến, trị giá gần 2 tỷ đồng. Từ khi tiếp nhận đến nay, Thư viện tỉnh đã tổ chức được hơn 100 buổi phục vụ bạn đọc trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến phục vụ, với thời gian mỗi buổi từ 2 đến 4 tiếng, sau đó thư viện sẽ để lại 300 đầu sách cho địa phương thực hiện luân chuyển đọc trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Sau đó thư viện sẽ thu sách về chuyển cho các địa phương khác. Với hình thức mới mẻ nhưng hiệu quả, đáp ứng nhanh nhu cầu đọc sách, tìm kiếm thông tin của mọi người dân, nhất là ở những vùng khó khăn, có thể tiếp cận được với nguồn sách, báo và công nghệ thông tin, có phần nâng cao dân trí, mức hưởng thụ văn hóa trong cộng đồng dân cư. Mỗi chuyến xe thư viện lưu động lăn bánh lại mở ra một nguồn tri thức mới cho nhiều người dân, trong đó có các em thanh thiếu nhi, hơn hết là góp phần rèn luyện thói quen và niềm say mê đọc sách. Năm học 2019-2020, năm học thứ hai, 100% các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hà Nam được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm miễn phí vào đúng ngày khai giảng. Kể từ khi được tặng mũ bảo hiểm, tỷ lệ các em học sinh lớp 1 đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã tăng lên so với những năm trước đó. Để giúp các em được đội mũ tham gia giao thông mỗi khi ngồi trên xe máy, ngoài vai trò của nhà trường, lực lượng công an, thì việc giáo dục cho các em nhỏ từ trong gia đình cũng vô cùng quan trọng. Đây là năm học thứ hai, tất cả các em học sinh lớp 1 trong tỉnh được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm. Việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 nhằm nhắc nhở các bậc cha mẹ rằng trẻ em phải được đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, đồng thời truyền tải thông điệp đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ, đội mũ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Với những mong muốn đó, sau khi được trao tặng mũ, hiện nay ở các trường tiểu học, rất nhiều em học sinh lớp 1 đã được đội mũ khi đến trường. Hàng ngày, 4 lượt đưa đón cháu nội đang học lớp 1,
mỗi khi dắt xe máy ra khỏi nhà, ông Vũ Văn Phát ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý luôn đội mũ bảo hiểm cho mình và cho cháu. Với ông, việc đội mũ bảo hiểm cho cháu không chỉ nhằm giúp đảm bảo an toàn, phòng tránh thương tích nếu không may có va chạm, mà còn để rèn thói quen đội mũ bảo hiểm mỗi khi ngồi trên xe máy tham gia giao thông, cũng như việc chấp hành các quy định của luật giao thông. Mình uốn nắn giáo dục cho các cháu để các cháu nó phải đi vào một cái nề nếp nhất định. Chứ không có tùy tiện, thích đội mũ thì đội, không thích là không được. Thì nói là trước khi đi học là phải bảo bố mẹ đội mũ bảo hiểm cho, còn về nhà thì bố mẹ cũng bảo là khi đi đường xa thì cũng phải đội mũ bảo hiểm tránh tai nạn giao thông. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Đội mũ cho con, giữ chọn ước mơ. Có rất nhiều những thông điệp ý nghĩa mong muốn được truyền tải thông qua chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019. Để những hoạt động tuyên truyền có thể chuyển biến thành ý thức tự giác cho các em nhỏ, cần có sự sát sao nhắc nhở của bố mẹ hàng ngày khi đưa con đến lớp. Và trong khi bản thân các em nhỏ còn chưa đủ khả năng tự nhận thức đầy đủ cũng như chịu trách nhiệm về hành vi của mình, thì trước hết phụ huynh cần gương mẫu, chủ động bảo vệ, phòng tránh nguy cơ cho con em mình từ một hành động đơn giản là đội mũ bảo hiểm. Mục đích cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em mình. Có như vậy mới giúp và giữ những ước mơ của các em được trọn vẹn. Theo tổng hợp nhanh của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, đến ngày 20 tháng 10, tiến độ điều tra thu thập thông tin để lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe điện tử cá nhân trên địa bàn tỉnh còn chậm, mới đạt trung bình khoảng 50%. Địa phương có tiến độ điều tra thu thập thông tin nhanh nhất tỉnh là huyện Ân Thi, đạt trên 70% số hộ. Tiếp đến là thị xã Mỹ Hào, đạt hơn 55%, Yên Mỹ đạt 50%, các địa phương còn lại đạt thấp dưới 50%. Cá biệt, huyện Tiên Lữ mới đạt khoảng 22%, thành phố Hưng Yên mới đạt gần 40%. Nguyên nhân chủ yếu tiến độ điều tra chậm là do số lượng cán bộ tham gia điều tra ít, phải kiêm nhiệm công việc hàng ngày ở trạm y tế cơ sở, nên thời gian dành cho việc đi điều tra bị hạn chế. Ngoài ra, do đặc thù ở một số địa phương, người dân đi làm ăn xa vắng nhà hoặc đi làm công ty doanh nghiệp nhiều, nên việc tiếp cận thu thập thông tin của cán bộ điều tra cũng khó khăn. Sở Y tế Hưng Yên đã có công văn đôn đốc các địa phương động viên lực lượng điều tra viên khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trong tháng 10 hoàn thành việc thu thập thông tin để sớm chuyển sang việc nhập dữ liệu vào máy, tạo hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân trong tỉnh. Xác định công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, cán bộ nhân viên các trạm y tế trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, mang lại sự yên tâm cho nhân dân khám chữa bệnh. Hiện tại trên địa bàn huyện có 19 trạm y tế xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Nhiều nơi được trang bị những thiết bị hiện đại như máy tạo oxy, máy xét nghiệm nước tiểu, máy đo huyết áp điện tử, máy siêu âm xách tay. Đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao với 105 cán bộ, trong đó 17 bác sĩ, 47 y sĩ. Với sự đầu tư đồng bộ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nhân lực, nên công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân không ngừng được nâng lên. Hàng năm, trạm y tế các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó, nhận thức, hiểu biết của người dân có những thay đổi tích cực. Trên địa bàn huyện những năm gần đây không xảy ra dịch bệnh lớn. Bên cạnh đó, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, các cán bộ, nhân viên y tế đã tích cực tuyên truyền vận động với nhiều hình thức, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 của huyện đạt trên 88%. Trong đó một số xã đạt tỷ lệ trên 90% như Khánh Cư, Khánh Hòa, Khánh Trung, Khánh Công. Trạm y tế xã thị trấn phát huy được hiệu quả đã góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, đảm bảo sức khỏe ban đầu cho người dân, đồng thời cũng giúp giảm tải cho những bệnh viện tuyến trên. Triển khai từ tháng 6 năm 2019, dự án phát triển sản xuất chăn nuôi gà của Hội Nông dân là cứu cánh cho nhiều nông dân nghèo và cận nghèo tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Gà giống chất lượng, thức ăn chăn nuôi đảm bảo, hầu hết các đàn gà được hỗ trợ đều phát triển tốt, góp phần tăng thu nhập giúp hội viên giảm nghèo tại địa phương.
Gia đình chị Triều A Muông là hộ cận nghèo của xã Thanh Sơn, đang loay hoay không biết phải phát triển mô hình kinh tế nào phù hợp vì không có vốn. Tháng 6 năm 2019, gia đình chị được Hội Nông Dân hỗ trợ 190 con gà, thức ăn và chi phí làm chuồng trại. Đến nay đàn gà của gia đình phát triển tốt, đã xuất bán được lứa đầu, thu gần 5 triệu đồng. Hiện nay gia đình tôi đã thoát nghèo và sắp tới mở rộng vào mô hình nuôi gà để phát triển thêm kinh tế trong gia đình. Xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ có 25 hộ nghèo và cận nghèo, được hỗ trợ 4.750 con gà giống và thức ăn chăn nuôi. Trong đó mỗi hộ nhận được 190 con gà, 4 bát thức ăn và hơn 1 triệu đồng tiền kinh phí hỗ trợ làm chuồng trại, mua thuốc thú y. Dự án lựa chọn giống gà Tiên Yên để hỗ trợ. Giống gà này có ưu điểm khỏe mạnh, lớn nhanh, sau 4 đến 6 tháng sẽ cho xuất bán, đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động các hộ gia đình tham gia mô hình, tiếp tục tái đàn và nhân rộng cái mô hình này, đồng thời tiếp tục rà soát các cái hộ nghèo và cận nghèo để tiếp tục tham gia thực hiện cái mô hình này, để góp phần trong cái việc tăng thu nhập của các hộ gia đình, để đưa các cái xã đặc biệt khó khăn cũng như là các cái xã chương trình 1-5 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Việc hỗ trợ gà giống đã tạo điều kiện cho các hộ nông dân nghèo và cận nghèo ở xã Thanh Sơn tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần đưa Thanh Sơn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn vào cuối năm nay. Thời gian qua, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng triển khai thực hiện cơ cấu cây trồng và đã đạt được những kết quả nổi bật, bước đầu đã hình thành những vùng sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị canh tác và đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Huyện Yên Mô đã chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền phổ biến đến các tổ chức cá nhân và các tầng lớp nhân dân về tái cơ cấu nông nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển nông nghiệp trên địa bàn, góp phần đưa các chính sách của nhà nước, của tỉnh về phát triển nông nghiệp đến gần hơn với người dân. Nhờ vậy, cơ cấu cây trồng được chuyển dịch theo hướng tích cực. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được 635 ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất lúa cá, trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Thực hiện thành công mô hình canh tác 4 vụ một năm với quy mô 34,8 ha, cho giá trị thu hoạch đạt trên 300 triệu đồng một ha một năm. Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng. Những chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, qua đó góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến kênh mương thủy lợi cửa ngõ thành phố Hải Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương ra quân tổng vệ sinh, vớt toàn bộ rác thải và phát quang một số kênh dẫn. Từ đầu tháng 10 đến nay, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tập trung tổng vệ sinh, vớt rác thải và phát quang cây cỏ dại dọc tuyến kênh Thạch Khôi Đoàn Thượng, chiều dài hơn 12 km. Ngoài tuyến kênh này, các tuyến kênh mương khác do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi các huyện quản lý, tiếp giáp với địa bàn thành phố Hải Dương cũng đang triển khai. Để ngăn chặn tình trạng xả rác thải gây ô nhiễm môi trường và ách tắc dòng chảy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương yêu cầu các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trực thuộc tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình xả rác xuống kênh mương thủy lợi. Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian này, cùng với sự tập trung chỉ đạo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị nhà thầu cũng đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình tu bổ đê kè cống, với cam kết hoàn thành công trình, đảm bảo tiến độ chất lượng công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Theo kế hoạch được tỉnh phê duyệt, công tác tu bổ đê địa phương năm 2019, ngành nông nghiệp được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt đầu tư xây dựng 19 công trình tu bổ đê kè cống, trong đó 14 dự án cứng hóa mặt đê, tu bổ cống qua đê, 5 công trình khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê. Đối với công trình tu bổ cống cứng hóa mặt đê, tập trung vào các hạng mục tu bổ đê hữu cả lồ, đê hữu cầu huyện Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ, đê tả đuống, hữu đuống huyện Gia Bình, Thuận Thành và đê hữu Thái Bình, huyện Lương Tài. Giải pháp thực hiện tu bổ gia cố cứng hóa mặt đê, dốc đê và làm đường hành lang đê, khoan phụt vữa chống thẩm lậu mái đê, sủi đùn trong mùa mưa lũ. Với sự tập trung chỉ đạo của chủ dự án đầu tư, cấp ủy chính quyền các địa phương, đơn vị nhà thầu, đến nay toàn bộ khối lượng công trình tu bổ đê địa phương đã thực hiện được 75% kế hoạch. Nằm trong kế hoạch, trước ngày 31 tháng 12 năm 2019, các hạng mục công trình
phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những năm qua, Hội Phụ Nữ huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Phong trào đường hoa phụ nữ được các cấp hội phụ nữ trong huyện triển khai từ năm 2017. Đến nay đã có trên 46 km đường hoa được trồng, điển hình như hội phụ nữ các xã Cẩm Ninh, Đa Lộc, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Nguyễn Trãi. Trung bình mỗi địa phương trồng được từ 2 đến 5 km đường hoa chiều tím, hoa 10 giờ các loại. Thành viên các tổ vệ sinh môi trường tại các thôn, xã chủ yếu do hội viên phụ nữ đảm nhận. Bên cạnh đó, hội phụ nữ các địa phương thường xuyên ra quân quét dọn đường làng ngõ xóm, tổ chức thu gom vận chuyển rác thải đúng nơi quy định, không chỉ giữ gìn cảnh quan chung. Việc thu gom, phân loại và xử lý rác sinh hoạt ngay tại hộ gia đình được các cấp hội đẩy mạnh tuyên truyền, cán bộ hội viên nghiêm túc thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 8.000 hộ gia đình sử dụng thùng và hố đào phân loại rác hữu cơ, góp phần giảm thiểu một lượng rác rất lớn phải chuyển lên bãi rác mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.